Với tinh thần quyết tâm cao, mới đây ngày 30 tháng 7 năm 2022, lực lượng công an thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã đấu tranh triệt phá một nhóm 7 đối tượng ở tỉnh ngoài thuê xe ô tô đi trộm mèo rồi mang đi tiêu thụ. Nhóm đối tượng này do Nguyễn Thiêu Huệ, sinh năm 1973, trú tại phường Thanh Hải, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Chủ mưu đã chuẩn bị xe ô tô, xe máy, xe đạp, lồng nhốt mèo, cân đồng hồ lò xo để cân, bẫy và một số đồ vật khác đến nhiều tỉnh, thành phố để bẫy trộm mèo mang về để tiêu thụ. Riêng tại tỉnh Đắk Nông, từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 7 năm 2022, các đối tượng đã đặt bẫy bắt trộm được 309 kg mèo của người dân thành phố Giang Nghĩa và huyện Đắk Sê Lấp, rồi trở về giao cho Huệ tiêu thụ. Từ đêm ngày 27 đến sáng ngày 30 tháng 7 năm 2022, các đối tượng tiếp tục đi đặt bẫy bắt trộm được 43 cá thể mèo với khối lượng khoảng gần 100 kg, trong đó có đối tượng Dương Chí Long thì bị lực lượng công an thành phố Giang Nghĩa bắt giữ cùng tang vật. Tôi có thuê anh Phong là làm tài xế, còn những người là còn gồm tôi, Võ Quỳnh Lân, Dương Chí Long và Trần Công Sơn để tham gia bắt mèo, gồm những công cụ là bẫy, lon bắt mèo và các lon và dây cáp để bắt mèo. Trước đó, công an thành phố Giang Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cũng đã đấu tranh triệt phá một nhóm 2 đối tượng chuyên trộm cắp tài sản trên ô tô dừng đỗ dọc các tuyến giao thông, đồng thời ra quyết định tạm giam đối với Nguyễn Đức Thắng, sinh năm 1998 và Nguyễn Văn Đắc, sinh năm 1968, cùng trú tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Đắc là đối tượng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản và đánh bạc. Tối ngày 18, rạng sáng ngày 19 tháng 5 năm 2022, Đắc và Thắng đã thực hiện 2 vụ trộm cắp 2 chiếc điện thoại di động và 170 triệu đồng của các chủ hàng, tài xế để trên xe ô tô dừng đậu trên các tuyến đường ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và phường Nghĩa Phú, thành phố Giang Nghĩa rồi nhanh chân tẩu thoát. Đến sáng ngày 20 tháng 5, Đắc và Thắng đã bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là 170 triệu đồng, 1 xe mô tô, 6 điện thoại di động, 1 đèn pin, 4 bao tay, 1 cần siết chữ L, đồng thời làm thủ tục trao trả tài sản cho người bị mất. Tôi đi từ ở Gia Lai về tới Giang Nghĩa, thành phố Giang Nghĩa, thì tôi có xe tôi bị hư, tôi đắp vào lề. Thì trong quá trình đó là tài xế tôi đi tìm sửa xe và hai vợ chồng tôi có ngủ quên mất trên xe. Thì có một đối tượng nào đó để vô mà trộm cắp tài sản của tôi. Rồi tôi vô tôi báo công an thành phố đã giải quyết cho tôi, thì công an thành phố đã nỗ lực và trách nhiệm không quản ngày đêm để tìm lại tài sản cho tôi. Nay tôi nhận được tài sản, tôi rất là vui và tôi cảm ơn công an thành phố cũng rất là nhiều. Với tinh thần quyết tâm cao, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an thành phố Giang Nghĩa đã đấu tranh triệt phá 17 vụ, 27 đối tượng, thu giữ nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị mất. Qua đấu tranh triệt phá các vụ trộm cắp cho thấy, bên cạnh các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội tinh vi, liều lĩnh, thì đa số người dân còn chủ quan, mất cảnh giác, vô tình tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Thì qua cái tình hình diễn biến của tội phạm trộm cắp trên địa bàn thành phố thời gian qua thì chúng tôi nhận thấy là cái trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ, tự bảo vệ cái tài sản của mình thì chưa cao. Chúng tôi khuyến cáo là người dân nên nâng cao ý thức cảnh giác, bảo vệ, tự bảo vệ cái tài sản của mình và tuyên truyền cho người thân gia đình và nâng cao cái trách nhiệm của công dân trong việc tố giác tội phạm. Nói chung, đặc biệt là cái tội phạm trộm cắp tài sản. Để đấu tranh có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt, hiệu quả của lực lượng công an, rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, nhất là mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, bảo vệ tài sản của mình.